xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Hôm nay em lên mọi người một video mới về sản phẩm em vừa mới đấu giá và cũng như sưu tầm về, thì để phục vụ cho mọi người vào dịp cận Tết nha. Rồi hôm nay em lên cho mọi người là gồm 12 mã, và mã đầu tiên là mã Q1 như mọi người đã thấy. Và số điện thoại của em sẽ nói trên màn hình là 0941028827, mọi người hãy kết bạn Zalo. Đấy, hoặc có thể gọi điện trực tiếp để chốt mã sản phẩm nha, cũng như những sản phẩm có thể gửi qua cho em sẽ chụp hình gửi lại cho mọi người. Thì mã đầu tiên là mã Q1 em lên cho mọi người, đó chính là một chiếc ấm Banco dạng size nhỏ đấy, dành cho 1 đến 2 người uống nha mọi người. Và chiếc ấm này dung tích rơi vào tầm 100 đến 120 ml. Đó, một cái ấm nhỏ này. Trước mắt cho mọi người xem. Đây, cái này là được nghệ nhân vuốt tay hết nha mọi người. Những đường thép nè. Đó. Cái phần xoáy ở phần đáy luôn. Chuyện mộc vuông. Đó. Lọc đã lọc tổ ong nha mọi người. Những cái ấm mà dạng size nhỏ này thì trên thị trường cũng rất là hiếm rồi. Nay em đấu về được trong lô thì nó bị một cái là lỗ ở ngay đây, là phòng chấm ngay cái vành này. Đó, đóng nắp lại không thấy gì hết á. Có sai em sẽ nói trước trên video cho mọi người luôn. Một phòng chấm ở phần nắp và một chấm nhỏ ở đây. Nên như bằng nửa hạt gạo nha mọi người. Đó, về công năng sử dụng thì rất là ok luôn, không có vấn đề gì hết. Đấy, nó chỉ có bị một cái chấm nhỏ đó thôi. Tuy lỗi nhưng mà rất là đẹp nha. Dán rất là mỏng luôn, nhỏ, mỏng nữa. Mã này mã Q1. Thì ấm này em xin giao luôn mọi người với giá là 280.000. Mã Q1 nha mọi người. Mã Q1 280.000. Tiếp theo là mã Q2. Em xin phép lên cho mọi người, đó chính là một chiếc song trầm. Đây, mọi người xem, đây là phần nắp nguyên một chú lưng ở trên đây luôn nha, và có hai lỗ hai bên để thoát hơi trầm. Còn về phần thân của cái song đây ạ, rất là đẹp nha mọi người, dẻ hoa nè, chuyện mộc dẻ tay nha. Và hàng này không phải là hàng đúc nha, công năng xài rất là có được ok luôn, và dòng này dòng mới nữa. Em xin áo kích thước miệng song rơi vào 7 cm, và chiều cao của song tính luôn cả nắp rơi vào tầm 12 cm nha mọi người. Không nắp thì cỡ tầm 7 cm luôn, bằng kích thước với miệng. Chiếc song này mọi người có thể dùng để trên bàn trà hoặc là bàn công việc của mình đó, nhiều thời gian để thư giãn sợ chết nha mọi người. Rồi, chiếc song này nè, mã Q2 xin cho luôn mọi người với giá là 650.000. Mã Q2 nha, 650.000. Mọi người mua về có thể để biếu tặng cũng được, gì hàng này là hàng mới nha mọi người. Mã Q2 650.000, em bên em bao ship vào công cái vỏ cho mọi người luôn. Đấy, mọi người cần gì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827. Tiếp đó em lên cho mọi người là mã Q3, là một cặp cú. Đấy, hàng trang trí nè, rất là đẹp. Bên đây là vẽ tay, ở đây là giữa ngực của phần của chú cú này là nguyên một cặp bông hoa nè, vẽ tay mình làm phần lông cánh vẫy, trên đầu còn có lỗ nút để tiền nhé nhầm rồi. Đấy, còn chú cú nhỏ bên đây thì phát là mình vẽ hình chiếc lá, ba lá hết nha, full luôn. Chuyện mộc ở đây nha mọi người. Hôm nay cũng có để chỗ lên để tiền nữa nè. Em xin đo kích thước. Cú lớn chiều cao rơi vào tầm 20 cm nha, chiều cao 20 cm, chiều ngang gọi là 12 đến 13 cm, cú nhỏ là chiều cao là 12 cm, và chiều ngang của chú cú này rơi vào 9 đến 10 cm nha mọi người. Mã Q3 này là gồm một cặp cú, em xin giao luôn mọi người với giá là 1.1 triệu nha, 1.1 triệu nha mọi người. Cặp cú này vẽ tay hết luôn, hàng nghệ nhân, rất là đẹp nha. Mã Q3 1.1 triệu, 1.100.000. Mã Q3 1.100.000. Tiếp đó em lên mọi người là mã Q4. Thì đây em đang có 4 chiếc chén này. Dòng này là thuộc dạng dòng Ikamon, nhưng mà này là hàng mới sau này thôi, chứ không phải là hàng xưa.
đối với những dòng mà Kikamon xưa thì em nghĩ là không có mình đụng được đâu. Dòng đó bây giờ là trong viện bảo tàng Nhật cũng được dạng là rất là hiếm, là bảo vật quốc gia rồi. Đây là dòng dạng Abita, phỏng lại theo phong cách Kikamon nha mọi người. Đó, nhưng mà cái men gốm, men sứ rất là đanh luôn. Dạng men sứ cao cấp nha. Và phần viền ở đây đều vẽ tay hết, chứ không như những cái dòng công nghiệp bây giờ là đều là in nha mọi người. Rất là đẹp, mọi người vẫn thấy cái điểm ngấn ở đây nè. Đó. Dòng đặc biệt là những dòng Kikamon nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà vô tay nghề nhau đều được hàng dạng bảo vật hết. Kích thước đường kính miệng là 12 cm, chiều cao rơi vào 5.5 cm. Bốn chiếc chén này em xin giao lưu mọi người với giá là 600.000, mã Q4 nha mọi người, mã Q4 600, mã Q4 nha. Đó, mỗi chén này thì theo mang theo một cái họa tiết khác nhau. Ở đây là dạng quả hồng nè, đây dạng đây là hoa này, dạng hoa mẫu đơn nha mọi người. Đó, bên đây là trái lựu, còn bên đây là hoa cúc. Nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà cái dòng này rất là cao cấp luôn, rất là hiếm nữa. Đối với những cái dòng mà có bình hay gì đó, một cái bình nhỏ cao tầm cỡ 15 thì đã rơi vào tầm hơn 20 triệu năm mà dòng xưa á. Rồi, mã này mã Q4 em xin giao luôn mọi người với giá là 600.000 nha. Tiếp đến là mã Q5. Mã Q5 thì trên bàn mọi người đang thấy đang là một chiếc ấm Tetsubin. Dòng này là Tetsubin xưa luôn, với họa tiết này. Bây giờ nó khác với dòng bây giờ, bên ngoài thì dạng phủ đen nhắm đen thôi. Đó, còn riêng dòng này chuyện là chuyện khắc tay nha mọi người, làm dập nổi tay nha. Đó, khác với dòng bây giờ là toàn là chuyện vuông hết. Đây, ở trên này dạng như có hình cánh hoa nè, chi tiết rất là đẹp luôn. Thép tay nghệ nhân đây, đây là lọc nha mọi người, bên trong là mới hết nha mọi người. Để kỹ trong lòng còn có một cái dấu mộc vuông ở trong đây nữa, ở ngay lòng đây nha mọi người. Đây, dòng này thường vừa có thể làm ống pha nè, hoặc là mọi người làm luôn ống nấu cũng rất là được nha mọi người. Đấy, thường thì cái này ở mùa đông, em thấy ở bên Nhật á, mỗi nhà đều có một cái lò riêng để phòng khách. Người ta hay để một là nung cái ống này, dạng ống lớn hơn để pha, hoặc là dùng để pha ăn trực tiếp ở đây luôn. Rất là đẹp. Dòng này rơi vào tầm 300ml nha. Mã này mã Q5, với một cái ống sưu tầm này em xin giao luôn mọi người với giá là 1,5 triệu. Mã Q5 nha mọi người, mã Q5 1,5 triệu cho một chiếc ấm sưu tầm Tetsubin này đây. Dạng dòng ấm xưa và khắc tay, chi tiết rất là đẹp. Khác với những dòng màu đen công nghiệp bây giờ là chấm chấm nha mọi người. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho mọi người, đó chính là một bộ trà men lam vẽ tay cực kỳ đẹp luôn, và hàng này là hàng mới full hợp nha mọi người. Mọi người thông cảm nha, bên em đang làm công trình á nên là nó hơi ồn một xíu. Đây, bộ này là gồm một ấm và 5 ly. Em cho mọi người coi chi tiết về chiếc ly này, chiếc ly men lam vẽ tay nè, hàng dòng của Adita. Đấy, chị Mộc vẽ tay luôn nha mọi người, rất là đẹp. Đấy, để mọi người so sánh hai bên. Còn đây là về phần ấm, ấm này cũng rơi vào tầm cỡ từ 300 cho tới 300ml nha. Vẽ coi như là được 70-80% ấm nha mọi người, và trên nắp nữa. Đấy, rất là đẹp. Chuyện trong nắp đây. Và đây là lồng, ấm này là lọc tổ ong nha mọi người, một cái ấm sứ. Em đo kích thước ly, ly miệng là 7.5 cm, chiều cao là 5 cm. Mã này mã Q6, và bộ này em xin giao luôn mọi người với giá là 2 triệu nha mọi người. Mã Q6 rất là đẹp cho một cái dòng men lam vẽ tay này. Mã Q6 2 triệu, bao ship vô với vợ cho mọi người luôn. Gần tết rồi, những cái hàng mà về bộ trà này bán rất là chạy, và chưa kể những hàng đấu giá bên Nhật bây giờ cũng đang rất là lên cao nha mọi người. Nên là để sưu tầm những cái dòng full bộ cũng rất là hiếm, với lại cũng khó luôn, với lại
thêm một phần nữa là đơn vị vận chuyển bây giờ em đổi rồi, nên là hàng bây giờ đợt về cũng rất là khó. Rồi thì bây giờ em sẽ lên cho mọi người một dòng siêu phẩm luôn. Hồi đó giờ mọi người nghe tới Satsuma thì chỉ nghĩ tới là Satsuma nổi tối hoặc là Satsuma men rạng các thứ thôi. Thì đây là của một dòng Satsuma. Dòng này là Satsuma pha lê. Đấy, một dòng Satsuma của Nhật Bản. Nếu mọi người có thể tra trên lên Google thì sẽ có thêm một cái dòng này nữa. Đây, cái đây là chai One Satsuma. Chuyện là chuyện khác nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, trong lẫn ngoài ánh lên là màu xanh biển nha, màu xanh hy vọng nè. Cái này mà ra ngoài ánh sáng nó thì cái độ tương phản nó sẽ đẹp hơn nhiều. Kích thước đường kính miệng là 13 cm, chiều cao rơi vào 7 cm. Đây, miệng 13, chiều cao là 7. Đây mọi người nhìn thấy kỹ là sẽ thấy thêm cái chuyện cái này nữa. Thường những cái dòng Satsuma pha lê này thì trên thị trường em thấy ít khi người ta sưu tầm lắm. Đấy, trên eBay là chỉ cần một cái dĩa nhỏ như cái dĩa bánh thôi mọi người, nó rơi vào tầm từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu rồi. Thì đây em có một chiếc chai hoa này, thì đợt này hơn là em lấu nó còn hợp luôn nha mọi người. Rồi mã này mã Q7 em xin giao luôn mọi người với giá là 800.000 mã Q7 nha, cho một chiếc Satsuma pha lê cực kỳ độc luôn, cực kỳ hiếm luôn, ở Việt Nam ít người sưu tầm nha mọi người. Đó, mã Q7 đa phần là chỉ có hàng gốm thôi, còn về pha lê Satsuma thì ít khi có. Rồi mã này là mã Q7 nha, bao ship và bao cái vỏ cho mọi người luôn. Tiếp đến em lên cho mọi người là mã Q8. Thì ở đây em còn có một cặp ly, một cặp ly hổ nổi khối nha, hàng 3D. Đó, mọi người thấy nè, núi rừng nè, trúc nè, đó, bọng đá các thứ, đuôi hổ luôn, nuôi một con bên đằng sau là có chuyện nữa. Ở đây cũng vậy, một cặp luôn nha mọi người. Em xin đo cái thước. Cái thước miệng là 7 cm, chiều cao rơi vào tầm 9.5 cm. Thì cặp này em xin giao luôn mọi người với giá là 500.000 mã Q8, 500 mã Q8 nha. Chứ bình thường nếu mọi người mà mua một chiếc không phải rơi từ 300 đến 400.000. Mã Q8, 500.000 nha mọi người. Tiếp tục sẽ là mã Q9. Thì đợt này em đấu về một bộ sake Tokunen, dáng cực kỳ hiếm luôn. Và hàng này là hàng thuộc hàng nghệ nhân cao cấp luôn. Đấy, đây là một cặp bình sake và gồm 5 chiếc ly. Em hơi đây. Hàng này full hộp nha mọi người. Đó. Một bộ sake độc. Đây là gồm 5 ly và 2 bình. Mọi người coi dáng ly đi ạ. Màu toko, màu đất rất là đẹp luôn nha mọi người. Dáng là dáng chuông nữa, chữ cao, chuyền ở đây. Đấy, dòng này dòng kỳ mịn luôn nha, cao cấp luôn. Còn đây là dạng mọi người thấy nó bóng bóng mà cái men rất là đẹp. Đây, đế ba chân luôn này, như cặp lục bình vậy đó. Có đôn như cái đôn vậy mọi người, chuyện ở đây nha. Đó, dòng này cũng dạng dòng nghệ nhân cao cấp nè, thuộc dạng có tay nghề cao. Mã này mã Q9. Em xin đo kích thước. Kích thước ly miệng là 5 cm, chiều cao rơi vào 4.5 cm. Miệng bình là 3 cm, chiều cao rơi vào tầm 10 cm nha mọi người. Chiều cao 10, miệng là 3. Thì bộ này trên thị trường thì hiện tại là em thấy là đợt này là em về đúng có, em thấy một mình em có thôi. Đấy, tuy nó không đắt nhưng mà hiếm nha mọi người. Thì cái này em về nó hơi bị cao nên là em xin phép giao luôn mọi người với giá là 1,2 triệu. Tại vì em xin bù lại cái tiền vận chuyển của em thôi. Đợt này là đơn này là em đấu về đơn vị vận chuyển cũ á, nên là nó giá đến tới 800.000 rồi. Là tiền về thôi, đây thôi nha mọi người. Đấy, thì đợt này em để luôn là cái giá là 1,2 triệu cho mọi người ai có muốn sưu tầm thì có thể nhanh tay hốt về. Dòng này cực kỳ hiếm. Đấy. Rồi mã này mã Q9 nha mọi người, 1,200,000 full hợp luôn, mã Q9.
rồi. Tiếp đến anh xin phép lên cho mọi người mã V10 là một bộ trà cao cấp dòng ngũ sắc đen. Nó khác những cái dòng bây giờ là đa phần đều là dán hoặc trên men hoặc là in thôi. Có nhiều đấy. Dòng này thì em về bao nhiêu em bán hết bấy nhiêu luôn mọi người. Đợt này em về được thêm một bộ. Rồi, trước mắt là em cho mọi người coi phần ly. Thì em xin giới thiệu sơ qua luôn. Bộ này là gồm một bình và 5 ly. Và lần này là ly nắp nha mọi người. Dòng này là ngũ sắc đen. Và họa tiết vẽ nhũ vàng đây đều là men nhám hết nha mọi người. Chứ không phải như bây giờ là men bóng đâu. Đấy, full bình luôn, họa tiết là full ly nè. Chuyện là chuyện xanh nha. Còn đây là về phần nắp. Họa tiết là dày đặc luôn nha mọi người. Vì là viền vàng nè, men trong men đen. Và bộ này là bộ mới 100% luôn, chưa qua sử dụng. Đây về phần bình. Đấy, bình này còn mới luôn nha mọi người. Lọc này là lọc tổ ong luôn nha. Dung tích của chiếc ấm này rơi vào 450ml nha mọi người. Cực kỳ đẹp. Chuyện gì ở dưới đấy. Hàng mới luôn. Em đo kích thước ly cho mọi người dễ hình dung ra. Ấm thì là 450ml rồi. Ly, miệng ly là 8cm. Chiều cao rơi vào 6.5cm. Chiều cao rơi vào tầm 5.5cm. Chưa tính nắp nha mọi người. Mã này là mã V10. Em xin phép giao luôn mọi người với giá là 4.3 nha. 4.3 mã V10 nha mọi người. Mã V10 4.3. Thì những dòng về ngũ sắc đen này hiện tại thôi, Việt Nam cũng rất nhiều người sưu tầm rồi. Rồi em xin phép lên mã V11 là một dòng ly. Theo em được tìm hiểu thì đáng để sưu tầm luôn. Một chiếc ly này nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha mọi người. Một chiếc ly này được ám bạc lên nha, ám bạc lên nha mọi người, nhìn nè, nó rất đẹp ly mộc nhưng mà xung quanh nó được ám bạc vô chị mộc ở đây. Dòng này là dạng giống như Satsuma đen nhưng mà nó được gọi là dòng là Hanakeso đấy, của Nhật Bản luôn nha mọi người. Người đây bên trong nha, cái này là bên ngoài chỉ là dạng mạ bạc thôi, đặc biệt là bên trong nè, bên trong dạng như thảo vàng bên trong luôn nha mọi người. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, nhũ vàng nó nhiễu nhiễu từng chút xuống á. Đấy, như cánh hoa mai nha mọi người, nhìn mọi người kỹ nè, rất là đẹp. Kích thước miệng ly là 8.5, chiều cao rơi vào 7.5cm. Và chiếc ly này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 1.200.000. 1.200.000 nha. Thật sự thì đối mọi người có thể nhìn em đọc giá này thấy là cao, nhưng mà nếu mọi người so giá trên thị trường quốc tế thì cái giá này em đấu về là rất là mềm. Đấy, chưa bằng một cái ly nhỏ của hãng này nha. Một cái ly nhỏ của nó rơi vào tầm từ 3.5 triệu cho đến 5 triệu. Là cảm vàng hết đó mọi người. Còn này riêng của em là chỉ là dạng nhỏ hoa mai thôi. Còn đây là mạ bạc nè, bạc từ trong ra ngoài. Ở bên trong lòng thì dạng nhỏ giọt hoa mai, hoa đào. Nó chuyển mộc ở đây, rất là đẹp luôn nha. Mã này là mã V11, 1.200.000. Một siêu phẩm. Em còn một cặp ly mạ bạc mạ vàng nữa. Có gì em sẽ lên cho mọi người xem luôn. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì nhanh tay thì tặng là cho kèm nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mã cuối cùng là mã V12. Trên mọi người thấy đây là một cặp bình xanh Cuba. Một đôi bình nha mọi người. Đây, trước mắt thì bình bên đây là dạng vẽ hoa mẫu đơn nè. Và ở đây là cặp lưng. Đấy, nhũ vàng hết nha mọi người, rất là đẹp luôn. Phần viền nè, viền vàng, nhũ vàng trên đây còn rất là mới. Chị mộc đỏ nha mọi người. Dòng này dạng dòng Anita. Bên đây thì là cặp chim công, rất là đẹp. Vẽ kinh sai, nghệ thuật kinh sai nhũ vàng đây. Đấy, đây. Thì em tìm hiểu là cái nghệ thuật kinh sai này bắt nguồn rất là hơn mấy thế kỷ rồi. Nên là về sau những cái dòng gốm Nhật á,
đa phần em thấy rất là dễ nhũ vàng, rất là nhiều là đến tôn lên cái chi tiết sản phẩm nha mọi người. Rất là nhiều sản phẩm luôn, từ xưa như Satsuma nè, Kutani là đã có rồi. Đó, thì em xin phép đo kích thước của cái cặp bình này đây. Bình này có kích thước miệng là 13 cm, chiều cao là 26 cm, chiều cao 26, miệng là 13. Cặp bình này là mã Q12, em bao ship bom vỡ vỡ cho mọi người luôn. Với giá em giao lưu với mọi người là 3.300.000, 3.3 nha mọi người. Mã Q12 3.3 ạ. Rồi, em xin kết thúc video tại đây và hẹn mọi người vào video đợt sau. Và đợt sau này sẽ rất là nhiều sản phẩm để mọi người sưu tầm nữa. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo.